Tận dụng các lợi thế từ khí hậu, thổ nhưỡng và thế mạnh đặc trưng của người dân các dân tộc, thành phố Lai Châu đã khai thác sáng tạo ra các sản phẩm nông nghiệp khác biệt, đem lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm ổn định cho người dân trong sản xuất nông nghiệp liên kết chuỗi giá trị. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Người dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp ở thành phố Lai Châu tận dụng lợi thế ưu đãi từ thiên nhiên, sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp khác biệt nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao như đông trùng hạ thảo, rượu lộc trời, các loại rau trái vụ, các cây trồng, vật nuôi ưa khí hậu nhiệt đới mát mẻ quanh năm. Mình thì tiêu thụ thì cơ bản là hàng của mình là bây giờ đang tiêu thụ trong nước. Nói chung là mình tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương, là người dân bản luôn ấy, là từ 8 đến 15 người trên một tháng, thường có sự dao động mà. Như mùa hè, chúng tôi thiên về làm cái sản phẩm trái mùa, ví dụ như xà lách hay cà chua hay rau cải. Đó là những cái vùng nóng như các cái tỉnh lân cận Hà Nội là hiện tại vào mùa hè là khó sản xuất, thì chúng tôi là sản xuất rất tốt. Thành phố Lai Châu đã có 16 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó có những sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương, hình thành các vùng chuyên canh, liên kết, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Để làm được cái việc thu hút đầu tư đó thì cái thứ nhất là thành phố sẽ phải xây dựng những cái vùng quy hoạch. Phải xây dựng quy hoạch cụ thể cho các sản phẩm trọng điểm của thành phố. Từ cái vùng quy hoạch đó thì sẽ quảng bá và kêu gọi các cái doanh nghiệp người ta đến khảo sát, nghiên cứu các vùng cái quy hoạch đó. Cái thứ hai là tuyên truyền, động viên, vận động nhân dân người ta sẽ liên kết với các cái doanh nghiệp khi các doanh nghiệp đưa vào địa bàn. Cái thứ ba nữa là giúp cho việc mà xây dựng các cái nhãn hiệu cũng như là các cái quy trình để trình công nhận các cái sản phẩm như là sản phẩm OCOP. Thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục hỗ trợ khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển thành phố Lai Châu nhanh và bền vững.